Xin chào các bạn nhỏ, chào mừng các bạn nhỏ đã quay trở lại với kênh YouTube của chú Hè Mini. Wow các em ơi, chúng ta có quá trời trái tim được gấp từ tờ điện hôm nay. 2 trái này, 4 nè, 6 cái luôn. Wow, bây giờ anh sẽ biểu diễn cho các em xem một cái màn ảo thuật nha. Anh sẽ biến 6 cái hình trái tim này thành một cái trái tim bự thiệt là bự nha. Bắt đầu, thử nào. Quánh, chú, truy. À, các em thấy ghê chưa? Đó, đây là bài tập của chúng ta hôm nay. À, trước khi chúng ta vào bài tập thì anh xin các em vài phút nhé. Thì hiện tại kênh YouTube của chú Hè Mini đang thiếu lượt tương tác rất là nhiều đó. À, bởi vì sao? À, bởi vì các em không chịu like, subscribe và chia sẻ cho kênh YouTube của chú Hè Mini ngày càng phát triển đấy. Cho nên trong cái video này anh mong là các em sẽ like cái video này, đăng ký kênh của chú Hè Mini để cho chú Hè Mini có thêm động lực cũng như là có thêm kinh phí để làm ra những video tốt hơn, sinh động hơn, bổ ích hơn cho các em xem nhé các em. À, thì chúng ta sẽ bắt đầu vào bài học hôm nay bằng à, anh sẽ biến cái tờ tiền 5.000 này thành một cái trái tim bự thiệt là bự như vậy nha. Nhưng mà biến như thế nào thì đương nhiên là phải gấp rồi các em. Đấy, đầu tiên thì chúng ta sẽ gấp đôi tờ tiền lại cho anh nha. Ok chưa? Sau đó các em bẻ lại cho anh. Đó, cũng gấp đôi luôn. Sao cho cái mép này nha các em, trùng với cái phần gấp này nha. Đó, cái mép thật mạnh. Đó, bên này chúng ta cũng làm tương tự nha. Xong. À, sau đó chúng ta mở tờ tiền ra và chúng ta gấp, bẻ nó vào bên trong đây. Bên này chúng ta cũng làm tương tự nha, bẻ vô. Rồi, chúng ta làm gì tiếp đây nào? Đó, bây giờ thì chúng ta phải mở cái này ra thôi. Này, các em nhìn nè, phía sau này nó có hai cái mép nè. Chúng ta mở mép này ra nha, mở mép này ra. Sau đó thì chúng ta đặt cái này xuống bàn. Gấp đôi lại. Mà chúng ta sẽ không gấp đôi luôn nha các em. Lần này chúng ta chỉ ấn ở phía giữa này thôi. Này, ấn phía giữa này. Đó, ấn phía giữa này chúng ta để chúng ta làm gì các em biết không? Để chúng ta lấy nếp á. Chúng ta lấy nếp mà chúng ta canh cho cái phần này. Đó, bây giờ chúng ta sẽ gấp đôi vô cái phần phần giữa của tờ tiền nha. Đó. Đó, đấy các em, gấp lại như vậy. Đó, sau đó chúng ta mở này ra. Mở ra, chúng ta bẻ này vô trong nha. Đó, bẻ cái phần này vô trong. Để cho dễ bẻ thì chúng ta sẽ gấp lại. Đó, bây giờ thì chúng ta có thể bẻ được vô trong rất là thoải mái luôn. Đúng nè, quá đơn giản đúng không? Xong. À, bước tiếp theo thì chúng ta sẽ gấp cái phần gấp này lại nha. Đây, làm sao cho cái phần chóp này nè với cái phần chóp này nó đụng nhau thôi nha các em. Anh sẽ để xuống dưới đây nha, chúng ta gấp cho nó dễ.
Đó, bên này chúng ta cũng làm tương tự nha. Rồi các em nhìn thấy rõ không nào? Nếu mà chưa nhìn rõ thì các em tua lại xem nhé. Đó, xong. Xong. Chúng ta sẽ bẻ cái phần này, bẻ cái phần này nha. Các em thấy không? Đó, bẻ phần này xuống đây. Ok chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tạo hình cho trái tim nhé. Chúng ta bẻ cái góc này. Đó, cho cái phần chóp này nè vào dính với cái phần chân trong này nha. Cho nó sát rạc luôn. Đó, các em thấy không? Đó. Bên này chúng ta cũng làm tương tự nha. Anh chỉ rất là chậm, rất là chậm. Đấy, anh hy vọng là các em sẽ làm được và làm còn đẹp hơn anh nữa. Xong. Đó. Bước tiếp theo thì chúng ta cũng phần dưới này chúng ta cũng làm như trên đây nhé. Các em theo dõi anh nhé. Đó. Rồi. Chúng ta cũng thực hiện tương tự là bẻ nó vào trong nhé các em. Bẻ cái phần này nè, cho nó vô trong đây. Đó. Các em thấy không? Rất là đơn giản, cái tim này rất là đơn giản. Chỉ việc chúng ta dành một chút thời gian và có một sự khéo tay thì chúng ta có thể làm được một món quà để tặng ba, tặng mẹ, tặng ông, tặng bà rồi đúng nào? Một trái tim của ta thật là xinh bao la, đúng không em? Đấy, anh quên quên quên, anh phải hướng dẫn chứ anh lon gấp không à. Đó, sau khi các em ép nó vào trong như vậy, đó, nhìn nè, các em nhìn thấy không? Đó. Đó. Rồi chúng ta sẽ gấp này vào trong đây nha. Đó, gấp này vào trong đây. Các em canh làm sao cho cái đường thẳng này nha với cái đường thẳng của bên này nè nó bằng nhau nha. Như vậy thì trái tim của ta làm nó mới đẹp. Rồi, bên này chúng ta thực hiện tương tự nhé. Xong. Đó, chúng ta đã tạo hình được gần giống trái tim rồi nào đúng không các em? Đó, việc việc cuối cùng là chúng ta làm rất là đơn giản, đó là chúng ta bẻ cái phần trên này lại. Đây, anh sẽ quay lại cho em xem. Đó. Bẻ cái phần trên này nha. Một chút xíu thôi. Đó, ra cho cái phần chóp này nó trùng với cái đường thẳng này nhé, cái đường thẳng chỗ nó rảnh này nè. Đó, một chút xíu thôi. Tăng. Bên này chúng ta cũng thực hiện tương tự nha. Các em vuốt cho nó thật nhọn cái phần này lên cho nên các em dễ gấp. Rồi, việc cuối cùng để trái tim của chúng ta đẹp hơn á, các em nhìn thấy cái phần trắng này không? Đó, đây bên này cũng vậy nè, cái phần trắng này chúng ta gấp ra đằng sau nhé. Đây, cái mặt này là mặt sau nhé các em, còn cái mặt này là mặt trước nè. Đó, các em gấp ra đằng sau nha, gấp cái phần trắng này ra đằng sau.
sang một bên, bên này chúng ta cũng làm tương tự nhé. Đó, như vậy là chúng ta đã có một trái tim giống mẫu ban đầu anh đã chỉ các em chưa? Đấy, việc hôm nay chúng ta làm rất là đơn giản, các em hãy coi đi coi lại cái video này thường xuyên và nhớ là hãy bấm like và share cộng với đăng ký kênh để ủng hộ cho chú Hèm Mini. Giờ thì chúng ta bye bye các em thôi, hẹn gặp lại các em trong những clip tiếp theo nha.